Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2022 cũng như các mặt hàng nông sản khác, giá bưởi da xanh không cao, bình quân từ 15 đến 20 000 đồng một ký bán xô. Tuy nhiên, vào dịp Tết Quý Mão, thị trường tiêu thụ mạnh, giá bưởi tăng lên, nông dân rất phấn khởi. Đây là vườn bưởi da xanh của anh Trần Ngọc Chính, thành viên tổ hợp tác bưởi da xanh Thuận Phước, xã Tam Phước, huyện Châu Thành. Anh chính trồng năm công bưởi khoảng 7 năm tuổi. Hiện tại vườn bưởi cho trái với năng suất bình quân 20 tấn một hecta. Để có năng suất cao, anh chính cũng như các thành viên tổ hợp tác canh tác theo tiêu chuẩn việt gáp, sử dụng nhiều phân hữu cơ, vườn bưởi phát triển bền vững hơn. Thì như cái việt gáp thì làm cái sản xuất nông nghiệp tốt đó thì cái thế giới giờ thì nói chung là nhà nước đã hướng theo đó rồi để mà ra cái thị trường thế giới. Người ta mới chấp nhận rồi cái về cái hữu cơ thì để cho cái đất nó màu mỡ cây nó, nó nó hấp thu nó bền hơn với cái sau này là cái cái, cái, những, cái những cái phân như là, phân ure rê là nó dư là người ta cũng không, ta, thị trường ta cũng không chịu. Thì ra cái hướng hữu cơ thì chắc có lẽ là phải theo 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 hữu cơ rồi. Thì giờ mình cứ phân chuồng mình ủ cho mua về thì mình ủ với nấm cơ cô đó, cho hoài mục Rồi hàng năm vậy mình cứ bón cho cây hàng năm vậy là hai lần. Anh Chính cũng như các thành viên tổ hợp tác Thuận Phước cho biết, để chuẩn bị cho thị trường Tết Quý Mão, anh thu hoạch tỉa để lại bưởi đẹp, trái đều, có cuốn và lá. Vừa qua, anh Chính hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu trái cây hương miền Tây, bán với giá 32.000 đồng một ký, loại không có cuốn lá đẹp và 42.000 đồng một ký với bưởi có cuốn lá đẹp để trưng Tết. Mặc dù không cao hơn so với các năm trước, nhưng với giá này, bà con nông dân trong tổ hợp tác Thuận Phước cũng phấn khởi nếu mà như năm rồi thì bình quân hình như có hai mấy ngàn hơn bao hơn tới như hai mấy ba chục ngàn gì rồi. mà năm nay được lên được ba mấy ngàn năm nay là 22, 23, thì bà con phấn khởi một cái là cái dịch bệnh nó qua nó thì giá cả bưởi thì nó đạt chuẩn thì khoảng cao hơn năm rồi khoảng là từ 5 tới 10 ngàn một ký thì như năm rồi thì cái hàng cành mà mình cắt đó, thì cao lắm chừng ba chục nhưng mà năm nay phải cắt cái hàng cành khoảng là 40 bốn mấy thậm chí có vườn vô mà cành đẹp á, thì có thể là à, vô cái được cái những cái hàng mà thành phố mà một hai cái lái mà tới thành phố mà về nó cắt á, có thể thậm chí lên 45 50 cũng có. thực hiện nghị quyết số 07 của tỉnh ủy về xây dựng dùng sản xuất nông nghiệp tập trung gắn với chuỗi giá trị đến nay Bến Tre đã xây dựng mô hình thí điểm dùng sản xuất bưởi da xanh 50 hecta tại tổ hợp tác bưởi da xanh Thuận Phước xã Tam Phước huyện Châu Thành trong năm, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật đã hỗ trợ tổ hợp tác này đạt chứng nhận diệt gáp với 14 hectare và thực hiện liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu trái cây hương miền Tây Bến Tre. Được biết đến nay, toàn tỉnh có 7 tổ hợp tác, 12 hợp tác xã hình thành 19 liên kết với doanh nghiệp đầu ra với diện tích 384 ha. Trong đó có 14 tổ hợp tác hợp tác xã liên kết với cơ sở Hương Miền Tây, 3 hợp tác xã liên kết với Quảng Quý 868, xây dựng 14 vùng trồng bưởi da xanh tại Châu Thành, Dòng Trơm và Mỏ Cài Bắc với diện tích gần 190 ha. Sản lượng tiêu thụ bưởi khoảng 200 tấn mỗi tháng, cấp 186.000 tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm bưởi.